Bài thời chế hài hước cảnh báo. Xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thường thì cứ đến cuối năm, nả lạn trộm cắp gia tăng bất thường, diễn biến phức tạp khó lường. Nếu không cảnh giác tai gương đến nhà, bọn trộm giờ rất danh ma, gặp đầu lấy đó chẳng tha thứ gì. Dù chỉ là cái bút chì, củ khoai, củ sắn có khi cái rùi, đặc biệt là đám rau mùi, nếu không cẩn thận này chúng rùi mất ngay. Chẳng kể đêm chẳng kể ngày, nếu mà để mất thất này mất vui. Cho nên riêng đám rau mùi, đừng tưởng giấu giữa hai đùi hết no. Vì bọn chúng rất gan to, chỉ cần sơ sảnh chúng thò vào ngay. Nên não gửi cảnh báo này, bà con phải cảnh giác ngay chẳng thừa. Dù lúc tranh thủ ngủ trưa, hay lúc cải bừa vừa mới tan ca, tuyệt đối không được lơ là, phải giữ cho chặt này, kẻo mà khổ đau. Động tác thực hiện như sau. Tay trái để bất cứ đâu dự phòng, tay phải luồn hẳn vào trong, đặt vào vị trí giữa hông hai đùi, rồi giữ chặt đám rau mùi. Vậy là dù có ngủ vùi chẳng no, ai còn cảm thấy ngơ ngơ thì xem hình ảnh làm cho đúng bài. Tác giả Thanh Vũ. Bài thơ chế hài hước chỉ nên hư một nửa. Xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sắp đến ngày cổ đàn ông, lão xin bày tỏ mấy dòng suy tư. Đàn ông có mấy thói hư, dính vào vợ ghét cũng như tốn tiền. Rượu chè là thứ đầu tiên, trai gái là thứ đi liền thứ hai. Thứ ba cờ bạc giặc dài, bốn là nghiện hút tối ngày vê va. Đó toàn là thứ xấu xa, nhưng nếu không có không là đàn ông. Tuy nhiên thưa các ông chồng, chúng mình là cột bê tông trong nhà, hai vai nặng gánh tề ra. Nếu cứ sa đà mấy thứ linh tinh, chỉ nam khổ vợ khổ mình. Nếu phải cố gắng hy sinh nửa phần, nửa lao sẽ thấy không cần. Ta bỏ lửa đó, ta mần lửa kia. Ví dụ cái vụ rượu chè, ta xài phần rượu để te được rồi, còn chè bỏ mẹ đi thôi, khỏi phải uống nước đun sôi bỏng mồm. Cờ bạc cũng bỏ cờ luôn, hay gì thượng tướng pháo thuôn mã hồi, tập trung đánh bạc mà thôi, biết đâu chúng mánh mấy hồi đại gia. Nghiện hút thì hút cho qua, chỉ tổ hôi miệng rác nhà lại ho. Cho nên sao phải đắn đo, bỏ hút xài nghiện khỏi no dày nhà. Trai gái thì rõ rồi nha, chơi trai chẳng hóa mình là bóng bay. Cho nên cũng phải bỏ ngay, chỉ xài phần gái đã đầy trò chơi. Đến đây ai cũng hiểu rồi, ông nào dám bảo cả đời rừng rưng. Có điều cũng phải có chừng, chỉ hư một nửa chứ đừng hư sâu. Vậy thưa các đấng mày râu, ông nào thấy đúng gật đầu một nai. Tác giả Thanh Vị. Nếu quý vị và các bạn nghe thấy hay, xin hãy like, đăng ký kênh để nhận nghe bài thơ mới. Xin chào và hẹn gặp lại.